Thưa quý vị, là địa phương tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh, nơi liên tục ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Long An đã khởi động lại các chốt kiểm soát dịch tại nơi giáp ranh trên các tuyến quốc lộ. Từ 16 giờ tối nay ngày 30 tháng 5, Long An đã khởi động lại 3 chốt kiểm soát dịch do tỉnh quản lý tại 3 tuyến quốc lộ 1A, N2 và quốc lộ 50. Cùng lúc đó, tại 4 huyện giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh là Bến Lức, Đức Hòa, Đức Huệ và Cần Chuột cũng đã thành lập 10 chốt kiểm soát dịch cho huyện quản lý. Các chốt chia ca thực hiện kiểm soát dịch 24/24 giờ với các lực lượng như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, y tế. Chốt kiểm soát được khởi động trở lại với nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh, tiến hành nhắc nhở, yêu cầu chủ phương tiện thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như trang bị dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang, khai báo y tế, giữ khoảng cách, đảm bảo chở không quá 50% sức chứa và không quá 20 người một chuyến. Sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Nếu phát hiện xe chở người từ vùng dịch về địa bàn, thì phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương thực hiện các biện pháp y tế theo quy định để kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập, lây lan trên địa bàn.